Đức Thánh Cha đau buồn về các cuộc tấn công tên lửa của Nga vào Ukraine. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hôm 16 tháng 11, 2022, Đức Phanxicô đưa ra lời kêu gọi chân thành cho hòa bình ở Ukraine sau khi nước này bị tàn phá bởi hơn 100 quả tên lửa của Nga trong vài giờ qua. Trong vài giờ qua, các thành phố Kiev, Lviv và các thành phố khác của Ukraine đã bị tàn phá bởi hơn 100 tên lửa. Hai trong số các tên lửa này đã khiến 2 người dân ở Ba Lan thiệt mạng. Đức Thánh Cha nói, tôi đau đớn và lo lắng khi biết tin về một cuộc tấn công mới vào Ukraine bằng tên lửa và thậm chí còn mạnh hơn, gây ra cái chết và thiệt hại cho nhiều cơ sở hạ tầng dân sự. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn của những người còn đặt cược vào chiến tranh và làm cho ước vọng hòa bình cho đất nước Ukraine đang đau khổ được thành hiện thực, tránh mọi việc leo thang và dọn đường cho việc ngừng bắn và đối thoại. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng xin cầu nguyện cho Ukraine, vùng đất bị dày xéo. Ngài nói, lời cầu nguyện không ngừng của chúng ta cũng dành cho Ukraine tự đạo. Xin Chúa ban cho người dân Ukraine niềm an ủi, sức mạnh trong thử thách và hy vọng hòa bình. Chúng ta có thể cầu nguyện cho Ukraine rằng, lạy Chúa, xin đừng trì hoãn. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.